Thì là làm món classic bacon sandwich cheese cái này là cái món mà từ người Mỹ tới người Anh chung bất kỳ một cái đứa da trắng nào nó đều thích ăn hết, và nó có thể ăn ba chầm xong làm ngày. Cái món basic của tụi nó. Món này thì làm nhanh, ăn nhanh, cũng dễ làm. Nhưng mà cái điều thì người Việt Nam mình ăn một bữa, hai bữa thôi. Chứ mà ăn nhiều quá ngán. Nhưng mà tụi Tây thì nó ăn liên tục được. Cái miếng bacon này là cái miếng unsmoked nha. Nó mỏng. Nó mỏng. Cái bước này là trên rồi, là xong rồi nè. Giờ qua lấy bánh mì. Bánh mì thì nướng xong luôn, là trên luôn. Nướng nó cũng giòn. Xong. Bây giờ là hoàn thành rồi đó. Giờ chị làm nó đơn giản thôi, chỉ bỏ thịt lên, xong rồi bỏ trứng lên. Trứng thì là xong. Xong rồi bỏ phô mai lên, phô mai này mình nấu chín rồi. Tại bây giờ nó chín quá rồi. Cái này ăn ngon, ăn không cũng ngon nữa. Xong rồi bỏ miếng bacon lên lần nữa. Sau đó lấy bánh mì. Thành phẩm. Xong. Ngày nào cũng ăn. Cái này là ngán lắm. Nhưng mà lâu lâu ăn thì ngon. Tụi nước ngoài ngày nào nó cũng ăn hết, nó ghiền luôn mà. Xong. Bây giờ là ăn thử. Ngon. Bỏ phô mai lên. Phô mai để ở ngoài nó hơi